các bạn. Bên cạnh mình đây là chiếc laptop Dell E5470 với thiết kế đơn giản, màu đen thanh lịch, nhỏ gọn tiện lợi, dễ mang vác theo bên mình. Thông số kỹ thuật của chiếc laptop này như sau: chip Intel Core i5, RAM 8GB, ổ cứng SSD 256 và màn hình là 14 inch. Đặc biệt, sản phẩm này đang được giảm giá cực mạnh và có những phần quà hấp dẫn đi kèm, số lượng có hạn. Vậy thì hãy nhanh tay đến ngay iPro Store để trải nghiệm sản phẩm bên mình nhé.